Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ Binamon và Apple AirDrop. Keo AirDrop này thì mọi người có cơ hội nhận được 30 token AMP mà nhé. Để tham gia dự án này đó này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram. Vào đây bấm Start mình. Ok, sau đó mọi người sẽ bấm Continue và mọi người sẽ có một phép tính mà captcha đây, mọi người sẽ nhập vào cho mình nhé. Rồi tiếp theo các bạn join vào kênh group Telegram và kênh channel dự án Telegram. Bạn tham gia kênh nhỉ? Ok. Sau đó quay lại, các bạn join vào kênh channel dự án luôn. Ok, bấm tham gia kênh. Rồi quay trở lại cho mình. Con này hiện tại đã list ở trên sàn Gate này, sàn 10SC, Lbank, Bbook, Barkex, coi nó cấp mọi nhé, khá là nhiều sàn. Rồi các bạn follow kênh Twitter luôn, like và retweet là kênh Twitter. Bấm theo dõi kênh Twitter này, sau đó kéo xuống bài đăng, mọi người sẽ like và retweet là bài đăng này. Đây bài đăng này. Ok, tiếp tục quay trở lại Telegram, bấm vào check mình. Bấm vào đôn nữa. Sau đây bấm vào đôn tiếp tục. Ở đây mọi người sẽ gửi username kênh Twitter của mọi người vào đây cho mình. Ok. Tiếp theo các bạn follow, like và retweet là cái liên kết trên Twitter cho mình nhé. Ở đây bài đăng, bấm like, retweet. Sau đó quay trở lại Telegram. Bấm vào đôn. Địa chỉ ví mạng thì mọi người sẽ copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC của mọi người ở trên ví Truth Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Ok, vào đây các bạn sao chép địa chỉ ví cho mình này. Sau đó quay trở lại Telegram, các bạn sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Rồi, và cuối cùng mọi người sẽ có một cái link red để mọi người giới thiệu bạn bè và người thân. Bấm vào Refresh nếu như mọi người có số dư cập nhật nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án AirDrop đến từ Binamon và Apple. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.